chấn động. Thầy Tử Vi báo trước cực chính xác, tuổi Quý Mão sinh năm 1963, thần tài ban lộc phát tài, đón vận may liên tiếp, gặp thời đổi đời giàu to, tiền vàng nhét chật két, đúng trong 6 tháng cuối năm 2024 âm lịch. Hoan hỷ chào mừng quý khán giả đang theo dõi và đồng hành cùng Minh Đường Tử Vi. Mến chúc quý khán giả đông đầy hạnh phúc, gói trọn lộc tài, giữ mãi an khang, thắt chặt phú quý. Quý bản mệnh tuổi Quý Mão sinh năm 1963 thân mến, chịu đựng áp lực là một kỹ năng cần có trong cuộc sống, nhưng lắm khi do chịu đựng quá lâu, Quý Mão sẽ thấy mỏi mệt, cứ phải gồng mình lên, cứ phải cố cứng rắn, mạnh mẽ lên. Vậy nên Quý Mão phải có một kỹ năng khác, đấy là sự thản nhiên, bình lặng. Chuyện xảy ra thì ta giải quyết, việc tới thì ta làm, vấn đề đến thì ta xử lý, không oán hờn, không kêu ca, không than thân, không trách phận, không hận trời, không oán đất, không giận đời, không buồn người. Đường là Quý Mão chọn, việc là Quý Mão quyết, mọi thứ là do bản tâm Quý Mão mong muốn, dù là giàu thế khó thì từ từ mà gỡ. Chuyện quá khứ do ta tham, hay do ta ngu, hay do ta sân si, khiến hoàn cảnh hiện tại biết cũng không sao cả, miễn đừng lặp lại. Cứ bình thản mà làm mọi thứ, dần dần Quý Mão sống trên đời đều có thể không trải qua bất kỳ sóng gió nào, nếu không thì cả cuộc đời thật nhạt nhòa, vô vị. Những khó khăn và thất bại Quý Mão gặp phải trên con đường nhân sinh là điều khó tránh khỏi. Vậy thì không thể vì sợ thất bại mà Quý Mão dừng chân không bước tiếp, không dám thử thêm một lần. Nếu cố thêm một lần nữa mà vẫn không thành công, thì chí ít Quý Mão cũng biết rằng cách này không ổn, cùng lắm thì ta làm lại từ đầu. Cuộc sống luôn có nhiều ẩn số thú vị, vậy nên hãy lạc quan và tìm cho mình những tia hy vọng dù là nhỏ nhất. Mới đây nhất, theo luận giải của các bậc thầy tử vi dựa vào cung mệnh và lá số tử vi thì thấy rằng, đúng trong 6 tháng cuối năm 2024, nếu tuổi Quý Mão sinh năm 1963 nếu tránh được 3 điều này, ác khổ nạn tiêu tan, đặc biệt cô bác sẽ bất ngờ được ơn trên ban lộc, song lộc phúc tinh, cùng cao chiếu soi rọi cho vận trình của bản mệnh rực sáng, làm gì cũng hanh thông thuận lợi. Không những thế, thời điểm này còn là một bước đệm rất quan trọng để những người tuổi Quý Mão sinh năm 1963 có được sự giàu sang, phú quý, từ nay cho tới suốt cuộc đời. Vậy chi tiết vận trình trong 6 tháng cuối năm 2024 sẽ diễn biến như thế nào? Tuổi Quý Mão cần phải làm gì để đón nhận những cơ may đổi đời ơn trên ban cho? Thì ngay sau đây hãy cùng Minh Đường Tử Vi đi tìm hiểu chi tiết nhé! Người tuổi Quý Mão sinh năm 1963 là tuổi con mèo. Tuổi Quý Mão thuộc mệnh kim, là kim bạch kim, hay còn gọi là vàng trang sức, là con giáp đứng thứ tư trong thứ xếp hạng 12 con giáp. Quý Mão là hình ảnh những con người thông minh, mưu trí, nhanh nhẹn và có con mắt tinh tế, nhìn xa trông rộng. Người tuổi này rất tốt bụng, nhiệt tình và luôn sẵn sàng giúp đỡ những người gặp khó khăn. Họ có khả năng thích nghi với hoàn cảnh, chịu đựng những áp lực của công việc, cuộc sống. Quý Mão là người rất tinh nhanh, thông minh và cực kỳ nhạy bén nên họ luôn thành công trong lĩnh vực toán học hay kế toán. Quý Mão sống rất tình cảm, thích yên ổn, luôn nhạy cảm, là người đối đáp giỏi giang, khéo léo, thông minh, yên ổn, may mắn, làm việc siêng năng, tài lộc không thiếu. Cuộc đời Quý Mão sẽ vượt qua được mọi trở ngại trên đường đi để có thể vươn tới đích. Họ là người không thích cuộc sống gia đình, thế nhưng khi họ cần thì vẫn có thể hòa nhập cùng với mọi người trong cuộc sống. Họ luôn tìm cách né tránh những xung đột, mâu thuẫn, thế nhưng nếu có rơi vào trường hợp bất đắc dĩ thì họ vẫn có biện pháp thích đáng để bảo vệ quyền lợi của mình. Quý Mão cũng là người rất tự tin vào năng lực cùng với trí tuệ của mình, vì thế cho nên họ rất dễ dàng tìm được hạnh phúc và sự đủ đầy. Mệnh số thời trẻ phải long đong, về sau phú quý, sống lâu, vợ chồng cần dung hòa để khỏi phải chia ly, cuộc sống về hậu vận được sung sướng, nên cần làm nhiều việc thiện để được hưởng chọn số trời. Xét tổng quan vận trình tử vi trong 6 tháng cuối năm của tuổi Quý Mão sinh năm 1963. Theo tử vi tuổi Quý Mão trong 6 tháng cuối năm 2024, đây là thời điểm có nhiều thách thức, cơ hội thay đổi trong công việc và cuộc sống. Hãy nỗ lực và tập trung để gặt hái được những thành tựu trong sự nghiệp, cải thiện tài chính và tìm những mối quan hệ bền chặt. Ở phương diện tài chính, 6 tháng cuối năm 2024, tuổi Quý Mão khả năng kiếm tiền bình thường, có sự tiêu pha thất thoát về tiền bạc, nhiều vấn đề phải chi tiền, đầu tư tiền bạc cho hoạt động kinh doanh.
về tình cảm gia đình diễn ra bình thường, sẽ có tin vui từ dòng họ, bạn bè, anh em, cũng dễ làm lành khi tình cảm vợ chồng có mâu thuẫn. Sau đây sẽ là phần luận giải vận trình cụ thể tử vi chi tiết trên từng phương diện cuộc sống trong 6 tháng cuối năm 2024 của tuổi Quý Mão sinh năm 1963. Xét về phương diện công danh, sự nghiệp của tuổi Quý Mão sinh năm 1963 trong 6 tháng cuối năm 2024. Xem tử vi tuổi Quý Mão 6 tháng cuối năm 2024 cho thấy, tuổi Quý Mão vẫn trong giai đoạn đầy thử thách, vận thế chưa ổn định. Công việc xuất hiện rất nhiều vấn đề vướng mắc, đòi hỏi bản mệnh phải bỏ ra càng nhiều công sức và thời gian. 6 tháng cuối năm nay có cả tương quan tác động, người tuổi Quý Mão dễ để xảy ra bất cẩn trong quá trình làm việc. Có thể do bản thân không đủ tập trung hoặc phương pháp làm việc không còn phù hợp, nghèo nàn ý tưởng. Ngoài ra, Quý Mão cần đề phòng tiểu nhân ganh ghét, sự ghen tị và áp bức từ đồng nghiệp. Điều này có thể dẫn đến tình thế khó xử trong công ty. Trong trường hợp này, Quý Mão cần xử lý tốt mối quan hệ với đồng nghiệp. Nếu có thể thiết lập mối quan hệ tốt đẹp trong tập thể thì sẽ mang lại nhiều lợi ích to lớn cho việc thăng tiến công việc trong tương lai của Quý Mão. Khoảng 6 tháng cuối năm điềm báo tử vi cho thấy, Quý Mão có thể sẽ nhận được sự giúp đỡ từ quý nhân, có thể thăng tiến một chút trong sự nghiệp. Nếu bắt đầu một công việc mới, Quý Mão phải giữ thái độ khiêm tốn và thể hiện tinh thần cầu tiến, đừng suốt ngày phàn nàn cho dù điều kiện thực tế không như Quý Mão mong muốn. Quý Mão phải nhận ra những khuyết điểm của mình, đồng thời phải tăng cường học tập, rèn luyện để nâng cao khả năng cạnh tranh tại nơi làm việc. Xét về phương diện tài lộc trong 6 tháng cuối năm 2024 của tuổi Quý Mão sinh năm 1963. Người tuổi Quý Mão bị hao tài, tiền bạc thất thoát khá nhiều, thu chẳng được bao nhiêu mà chi như muối bỏ biển. Trong 6 tháng cuối năm nay, khả năng kiếm tiền của con giáp này rất yếu. Dù người tuổi Quý Mão tìm mọi cách tăng thêm thu nhập, song may mắn vẫn chưa mỉm cười. Những người theo nghiệp kinh doanh nên xem xét các phương pháp đầu tư ổn định hơn, chẳng hạn như các khoản đầu tư dài hạn hoặc đa dạng hóa nguồn đầu tư để giảm thiểu rủi ro. 6 tháng cuối năm nay bản mệnh Quý Mão tham gia vừa phải vào các hoạt động đầu cơ, chớ thấy người khác làm được mà cũng vội học theo. Cuối năm 2024 âm lịch sẽ mang đến một số thách thức từ tình hình chung toàn thế giới, bao gồm suy thoái kinh tế, cạnh tranh gay gắt hay những yếu tố chưa xác định khác. Người tuổi Quý Mão cần giữ bình tĩnh, không dễ dàng bỏ cuộc và tích cực tìm kiếm giải pháp cho mọi vấn đề. Trong trường hợp cần thiết, Quý Mão có thể tìm kiếm sự trợ giúp từ chuyên gia hoặc trao đổi kinh nghiệm với các đồng nghiệp để tìm ra giải pháp tốt nhất. Ngoài ra, thói quen tiêu tiền hoang phí và mua sắm của Quý Mão gây ra gánh nặng tài chính lớn cho bản thân. Người tuổi Quý Mão không nên đầu tư mạo hiểm hoặc chạy theo xu hướng cho người khác vay tiền. Quý Mão nên kiểm soát chi tiêu hợp lý, đầu tư an toàn, tránh lãng phí quá mức, nghiêm túc thực hiện kế hoạch tiết kiệm. Xét về phương diện tình duyên gia đạo của tuổi Quý Mão sinh năm 1963 trong 6 tháng cuối năm 2024. Bước sang 6 tháng cuối năm 2024, trong đời sống tình cảm, các mối quan hệ của người tuổi Quý Mão có xu hướng xấu đi, hung tinh trực phù khiến tâm tình của Quý Mão dễ trở nên cáu kỉnh, đa nghi. Khi có vấn đề nảy sinh, Quý Mão không sẵn sàng tin tưởng và chia sẻ với đối phương, thay vào đó, Quý Mão thường áp đặt buộc tội và phán xét chính người mình yêu. Những người đã kết hôn sẽ có một số suy nghĩ tiêu cực, cảm thấy đối phương đã làm điều gì đó có lỗi với mình. Không khí gia đình thường xuyên căng thẳng, vợ chồng tranh cãi to tiếng với nhau. 6 tháng cuối năm nay, người tuổi Quý Mão được khuyên phải duy trì lý trí và bình tĩnh, gặp vấn đề nên đối mặt và giải quyết trực tiếp, không suy diễn linh tinh. Với người độc thân, dù vận khí cả năm không mấy sáng sủa, nhưng Quý Mão vẫn có thể mong đợi vào những cơ hội bất ngờ. Nếu có cơ hội gặp gỡ người mới, Quý Mão nên để mọi thứ diễn ra thật tự nhiên. Xét về phương diện sức khỏe của tuổi Quý Mão sinh năm 1963 trong 6 tháng cuối năm 2024. Xem tử vi 6 tháng cuối năm của tuổi Quý Mão cho thấy, người tuổi Quý Mão nên chú ý rèn luyện thể chất và duy trì lối sống lành mạnh, khoa học, để sức đề kháng và khả năng miễn dịch mạnh mẽ hơn. Đặc biệt, sức khỏe tinh thần cũng cần được chú ý, áp lực từ công việc, tiền bạc hay những muộn phiền về tình cảm có thể khiến Quý Mão suy nghĩ nhiều, mất ăn mất ngủ,
rất dễ rơi vào tình trạng lao lực. Một số người tuổi Quý Mão khi làm việc ngoài trời phải nâng cao nhận thức về an toàn, cẩn thận bị thương khi sử dụng các vật sắc nhọn. Sau đây sẽ là phần luận giải vận trình tử vi chi tiết từng tháng âm lịch trong 6 tháng cuối năm 2024 của tuổi Quý Mão sinh năm 1963. Tử vi tháng 7 âm lịch năm 2024 của tuổi Quý Mão sinh năm 1963. Sự nghiệp của tuổi Quý Mão tháng này chưa có nhiều sự đột phá như mong đợi. Để giữ được mọi chuyện nằm trong tầm kiểm soát, bạn sẽ phải nỗ lực hơn bình thường. Mọi thứ tiến triển đều đều nhưng không có nghĩa là bản mệnh được phép chủ quan. Bạn vẫn rất dễ để xảy ra sai sót. Một phần là do ngoại cảnh, nhưng phần lớn là do sự chủ quan của con giáp này. Trong các tình huống gặp phải thời điểm này, bạn cũng có xu hướng khép mình, ngại tranh đấu. Thậm chí nếu không đủ kiên trì sẽ rất dễ nản lòng hoặc bị khuất phục trước khó khăn. Đặc biệt tuổi Quý Mão hãy cẩn thận, hung tinh thiên hình có thể mang đến sự hàm oan, kiện tụng dính dáng đến pháp luật. Người làm cơ quan nhà nước dễ lao đao vì tiểu nhân đeo bám, cạnh tranh thiếu lành mạnh. Bạn mất khá nhiều thời gian để xử lý công việc bị đình trệ, kém hiệu quả. Hơn nữa, tháng 7 âm lịch là tháng cô hồn nên bạn luôn có cảm giác bị quấy nhiễu, trở ngại liên miên. Tháng này trực giác của bạn không tốt, những đánh giá dễ mang tính chủ quan dẫn đến sai sót, nhầm lẫn. Vì thế bạn cũng nên tránh cho ai đó lời khuyên vào thời điểm này. Ngoài ra, tinh thần làm việc uể oải, thiếu sự tập trung, thiếu ý tưởng sáng tạo. Bế tắc trong cách điều hành là những vấn đề mà bản mệnh sẽ gặp phải trong tháng, nên hiệu suất công việc chưa cao. Thành tích trong tháng không nhiều, có việc không được tiến hành theo dự kiến hoặc có làm nhưng đạt kết quả còn khiêm tốn. Hãy dành thời gian lên kế hoạch chi tiết cho lịch trình công việc. Chỉ khi có mục tiêu rõ ràng, kế hoạch tỉ mỉ, con giáp này sẽ hạn chế phần nào tình trạng rối ren trên, từ đó nâng cao hiệu quả công việc. Nhìn chung, tháng này tuổi Quý Mão thích hợp làm nhiều hơn nói. Nói hay mà làm không được cũng chẳng giải quyết được việc gì. Vì thế bản mệnh nên tập trung tinh lực để hoàn thành mọi việc được giao. Chính ấn sẽ giúp bạn có đủ minh mẫn và thông tuệ để hóa giải mọi khúc mắc. Có thời gian cũng đừng quên học hỏi để mở rộng kiến thức, để không bị tụt hậu so với mọi người xung quanh. Tháng này có tiểu hao hung tinh ảnh hưởng, tài lộc của tuổi Quý Mão có dấu hiệu đi xuống, nên tiết kiệm chi tiêu, giảm thiểu những khoản chi phí phát sinh thừa thải như mua sắm, quần áo, tiệc tùng. Những thói quen mua sắm vô tội vạ cần sửa càng sớm càng tốt, đừng dùng tiền quá tráng kẻo lại hối hận. Thời gian này, thu nhập chính của bản mệnh vẫn là lương, không có khoản thu thêm nào cả nên đừng thích gì mua đó. Đặc biệt thận trọng với việc đầu tư cho vay mượn tài chính trong tháng cô hồn này. Có những khoản đầu tư nhìn qua có vẻ hấp dẫn, béo bở với những lời mời chào hấp dẫn. Tuy nhiên, bạn nên cân nhắc thật kỹ vì những thông tin bạn có được chưa hoàn toàn chính xác. Đó có thể là chiêu trò của đối phương nhằm dụ con giáp này rơi vào bẫy. Nếu có người tìm tới tuổi Quý Mão để vay mượn tiền bạc, hãy tìm hiểu kỹ mục đích của người đó có chính đáng không. Đừng vì cả nể để mà gật đầu vội vàng. Kiểu bạn sẽ rơi vào dòng rắc rối không mong muốn đâu. Bạn có thể tham khảo ý kiến của những người có nhiều kinh nghiệm hơn trước khi đưa ra quyết định. Trong tháng, nam mệnh tuổi Quý Mão cần hết sức lưu ý, tránh xa các trò cá độ cờ bạc đỏ đen kẻo tiền mất tật mang, vừa mất của lại dính vào pháp luật. Vận trình tình duyên của tuổi Quý Mão có nhiều điểm sáng trong tháng 7 âm lịch này, đã giúp xoa dịu nỗi buồn về công việc và tài lộc không như ý cho bạn. Nhờ có nguyệt lệnh lâm mộc dục che chở, thúc đẩy đào hoa nở rộ, mang tới nhân duyên cát lành cho những người độc thân, nhất là nữ mệnh. Con giáp này làm gì cũng được mọi người chú ý, tạo sức hút mãnh liệt đối với người khác phái. Bản mệnh nên nhân cơ hội này chủ động mở rộng các mối quan hệ để nhanh chóng tìm cho mình đối tượng phù hợp. Sao mộc dục lại không có lợi cho những người đã lập gia đình? Đào hoa quá dượng dễ trở thành đào hoa dữ, gây bao chuyện sóng gió nếu không có thái độ rõ ràng, thận trọng trong các mối quan hệ xã giao. Con giáp này có thể sẽ bị hiểu nhầm vào tình huống tình ngay lý gian hoặc vướng rắc rối thị phi, tự tay khiến hạnh phúc gia đình đổ vỡ. Tháng này, mộc kim xung khắc khiến sức khỏe của tuổi Quý Mão giảm sút, nhiều phần bản mệnh dễ ốm vặt, sức đề kháng sụt giảm, mắc các bệnh theo mùa. Lại thêm công việc bận rộn khiến bạn không có thời gian chăm sóc mình hay giữ được nhịp sống điều độ. Điều này tác động xấu đến các bộ phận thuộc về tiêu hóa, thần kinh. Con giáp này nên ăn nhiều đồ bổ não, chú ý ăn nhiều hoa quả và rau xanh mỗi ngày. Ngoài ra, sự xung chiếu của thiên hình hung tinh có thể mang tới họa hình thương hay huyết quang như té ngã,
bị thương, chảy máu, cần hết sức thận trọng khi đi lại, nhất là xuất hành xa. Tử vi tháng 8 âm lịch năm 2024 của tuổi Quý Mão sinh năm 1963. Tháng này do cục diện tương xung và nguyệt lệnh lâm tuyệt xuất hiện, nhiều khó khăn sẽ ập đến khiến cho tuổi Quý Mão phải xuất đầu mẻ trán để ứng phó. Có thể thấy rằng, thời điểm này bạn có muốn nghỉ ngơi, thư giãn cũng không được nữa, hãy hết sức tập trung vào công việc nếu không muốn những sai sót lớn xảy ra. Bạn vốn là người có tầm nhìn xa và khả năng đánh giá, phân tích vấn đề khác nhạy bén. Tuy nhiên, nhược điểm của con giáp này là quá kiêu ngạo, thích làm theo quan điểm cá nhân và thường xuyên gạt bỏ ý kiến của người khác. Bạn dễ gây gổ, mâu thuẫn với những người có ý kiến trái ngược mình và điều này sẽ gây ảnh hưởng rất xấu đến các mối quan hệ. Một số người sẽ bị điều chuyển công tác hoặc phải tiếp xúc với những nhiệm vụ mới mẻ. Nếu bạn không kiên nhẫn và cẩn thận học cách làm quen thì rất dễ cảm thấy bối rối, thậm chí đánh mất sự tin tưởng vào bản thân vì những suy nghĩ tiêu cực. Tuy nhiên, hữu bậc cát tinh xuất hiện trong tháng sẽ giúp cho con giáp này giải quyết phần nào các khó khăn gặp phải. Tuổi Quý Mão nên nắm chắc cơ hội để có thể tìm ra ánh sáng cuối đường hầm. Nếu bạn không ngừng cố gắng thì có thể gây ấn tượng với quý nhân, thậm chí chuyển bại thành thắng. Nếu tuổi Quý Mão mong chờ những khoản tiền rủng rỉnh sẽ đổ về trong tháng này thì e là bạn sẽ phải thất vọng. Dường như các kế hoạch của bản mệnh đều không tiến triển được như ý muốn vì có nhiều nguyên nhân khác nhau. Với người làm công ăn lương, công việc trở ngại nên tất nhiên các khoản lương, thưởng sẽ không được như ý muốn. Bạn cần phải làm việc cẩn thận, hạn chế mâu thuẫn để không phải dùng tiền của bản thân đền bù thiệt hại. Người làm kinh doanh, buôn bán thường xuyên phải đối diện với sự bon chen, giành giật của đối thủ. Hãy cẩn thận với các chiêu trò xấu của đối phương. Nếu bạn quá ngây thơ hoặc lơ là thì dễ sập bẫy tiểu nhân, khiến tiền bạc tích lũy bấy lâu đổ sông đổ bể. Ngoài ra, con giáp này cũng cần hạn chế gây gổ, tranh cãi với khách hàng, đối tác. Dù đối diện với vấn đề gì thì bạn cũng cần hết sức chú ý, vừa để bảo vệ hình ảnh của bản thân, vừa ý thức được rằng tranh cãi không giúp bạn có thêm doanh thu, lợi nhuận tháng này. Hữu bậc cát tinh xuất hiện sẽ khiến tài chính của tuổi Quý Mão bớt phần ảm đạm. Nếu bạn biết cách chú ý lắng nghe, không hành xử kiêu ngạo, ắt có chỗ áp dụng trong tương lai. Tháng này, phương diện tình duyên của tuổi Quý Mão cũng dễ lâm vào bế tắc. Điều bạn cần làm là xem lại cách ứng xử của bản thân. Nếu vô tình gây tổn thương cho người nào đó thì bạn nên chân thành nhận lỗi. Nhiều áp lực công việc ập số khiến cho con giáp này thường xuyên thấy căng thẳng và khó chịu. Nhưng đừng vì thế mà bạn đổ dồn những cảm xúc tiêu cực ấy lên đầu người thân. Người thân không những vô tội mà còn là những người thân thiết, gần gũi nhất với bạn. Vì thế hãy mở lòng tâm sự với mọi người, ít nhất bạn cũng có thể thấy lòng mình nhẹ nhõm hơn. Cục diện tương xung còn cảnh báo có đào hoa xuất hiện, bản mệnh nên dành nhiều thời gian để quan tâm và đối xử dịu dàng với nửa kia, đồng thời tránh xa những người có ý định làm thân tiếp cận mình. Nếu bạn buông thả bản thân thì rất dễ vướng vào những mối quan hệ phức tạp, vừa gây tổn thương cho người thân, vừa gây ảnh hưởng đến danh tiếng, sự nghiệp của mình. Nhiều áp lực căng thẳng đổ dồn tới trong tháng này khiến cho tuổi Quý Mão không thể cảm thấy khỏe mạnh được. Tuy nhiên, may mắn là bạn cũng không phải đối diện với những nguy cơ lớn nào liên quan tới sức khỏe. Con giáp này hãy tâm sự những điều khiến mình khó xử với những người đáng tin cậy. Tin rằng mọi người xung quanh bạn ai cũng sẽ lắng nghe và có người có thể đưa ra cho bản mệnh những lời khuyên hữu ích. Nếu có thời gian rảnh, hãy ra ngoài tiếp xúc với thiên nhiên nhiều hơn, bạn sẽ cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều. Bên cạnh đó, việc rèn luyện thể dục thể thao cũng là cần thiết nếu bản mệnh muốn nâng cao sức khỏe. Tử vi tháng 9 âm lịch năm 2024 của tuổi Quý Mão sinh năm 1963. Vận trình tháng này của tuổi Quý Mão khá tươi sáng, nên phương diện sự nghiệp của bản mệnh cũng khởi sắc trông thấy. Đây là tháng con giáp này may mắn gặp được cục diện lục hợp thái tuế, lại có thêm cả sao tử vi chiếu mệnh, công việc vô cùng trôi chảy, tháo gỡ được hầu hết các vấn đề khó khăn khiến bạn đau đầu trước đó. Đặc biệt, quý nhân vận tăng lên nhanh chóng, đem đến cho bạn nhiều sự trợ giúp đắc lực ở nhiều phương diện và theo nhiều cách thức khác nhau. Có người được quý nhân giúp về sức lực, được chỉ bảo đường đi nước bước phù hợp, hoặc có người lại được giúp đỡ về tài chính, vật chất. Có sự đồng hành của quý nhân giúp bạn thêm phần tự tin và kiên định hơn với những lựa chọn của bản thân. Chính vì thế, hiệu suất công việc được cải thiện rõ rệt, bản mệnh cũng chủ động, song sáo nhận việc nên được cấp trên đánh giá cao.
Lại thêm nguyệt lệnh lâm thai ủng hộ mang tới những sự chuyển hóa tiến triển, hứa hẹn vận trình của bản mệnh sẽ ngày càng hanh thông. Do đó, tháng này rất thích hợp để tuổi Quý Mão mưu đại sự. Nếu đang có sẵn kế hoạch ấp ủ, bạn có thể lựa chọn thời điểm này để triển khai, tỷ lệ thành công khá cao. Các mối quan hệ xã giao tháng này của bạn rất hài hòa và tốt đẹp. Môi trường làm việc lành mạnh cũng giúp bạn có thể thoải mái phát huy bản thân, tự tìm thêm cơ hội phát triển. Dù đang có lợi thế hơn nhưng con giáp này cũng không nên tỏ ra kiêu căng, ngạo mạn, kẻo phá hỏng những mối giao tình sẵn có. Những người có thái độ biết người biết ta, khiêm tốn, tôn trọng người khác bao giờ cũng sẽ được đón nhận nồng nhiệt hơn. Nhìn chung ngay từ đầu tháng, bạn sẽ thấy công việc tiến triển thuận buồm xuôi gió. Tới giữa tháng lại càng thấy rõ dấu hiệu thành công bước đầu. Dù khối lượng việc trong tháng không phải ít, nhưng nhờ tinh thần phấn chấn, suy nghĩ lạc quan, bản mệnh luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, thậm chí còn tiên phong dẫn đầu trong tập thể, được mọi người yêu mến, ngưỡng mộ. Tháng 9 âm lịch này, nhờ có chính tài che chở, nên tài lộc của tuổi Quý Mão đang dưỡng phát, tình hình tài chính được cải thiện rõ rệt. Bạn sẽ không còn phải trải qua cảnh chi tiêu eo hẹp, trái lại không phải đắn đo quá nhiều tài chính cho phép, nên muốn làm gì cũng tự tin hơn. Người làm công ăn lương có nguồn thu nhập đảm bảo từ công việc chính. Hơn nữa, công việc trong tháng này có nhiều tiến triển tốt, nên rất có thể bản mệnh còn nhận được các khoản thưởng, hoa hồng, phụ cấp dược chỉ tiêu hậu hĩnh. Với người làm ăn kinh doanh, con giáp này có nhiều cơ hội đầu tư, thu về lợi nhuận cao, chỉ cần đưa ra lựa chọn sáng suốt và quyết đoán sẽ mang lại thành quả lớn. Các đơn hàng ra vào thường xuyên, bạn không chỉ kiếm lợi cá nhân mà còn mang lại công ăn việc làm cho người khác. Tháng này có tử vi tinh chiếu rọi, tham vọng làm giàu của bản mệnh lại càng thêm hăng say. Trong những tình huống cấp bách đòi hỏi sự nhanh nhạy, tuổi Quý Mão luôn đáp ứng được. Vì thế bạn có thể nắm bắt tình hình, đưa ra quyết định đầu tư phù hợp, gặt hái thành công rực rỡ hơn những người khác. Dù vậy, bạn cũng đừng quá tham lam mà mù quáng, nhất là vội vàng chạy theo cái lợi trước mắt. Làm việc gì cũng cần phải tìm hiểu, nghiên cứu kỹ càng để tránh bị kẻ xấu lừa gạt tiền bạc. Trong tháng 9 âm lịch này, nhị hợp cục giúp nhân duyên của tuổi Quý Mão hanh thông phơi phới, vận đào hoa đang độ nở rộ. Nam nữ độc thân nhân đà này chủ động tham gia các hoạt động tập thể, mở rộng quan hệ xã giao, cơ hội tìm thấy nửa kia ưng ý. Chỉ cần bản mệnh chủ động nắm bắt cơ hội tốt đến với mình và quan trọng là chịu mở lòng mình hơn thì mới có thể thúc đẩy nhân duyên. Sẽ không khó để chấm dứt tình trạng cô đơn một mình. Hiện tại bạn cũng cần có sự rõ ràng và dứt khoát, đặc biệt là phân biệt rõ giữa mối quan hệ công và tư, tránh để tình cảm riêng ảnh hưởng với phán đoán và quyết định của bản thân. Môi trường công việc có thể mang tới cho con giáp này nhiều mối quan hệ rộng mở. Bạn cũng được tiếp xúc với nhiều đối tượng tiềm năng, song cũng rất dễ tồn tại những mối quan hệ mập mờ. Nếu không làm chủ được cảm xúc của mình, bạn có thể vô tình vướng phải rắc rối tình cảm, ảnh hưởng tới danh tiếng và cả công việc của bản thân. Với các cặp vợ chồng, tình cảm giữa hai người ngày càng hòa thuận, những mâu thuẫn trước đó đã được hóa giải và có thể hâm nóng tình cảm bằng sự quan tâm, chăm sóc nửa kia chu đáo. Tháng này, mọi việc xuôi chèo mát mái, giúp tinh thần của tuổi Quý Mão khá tươi vui, phấn chấn, giúp sức khỏe thể chất cũng có nhiều cải thiện đáng kể. Nhìn chung, sức khỏe không phải là vấn đề bạn cần phải lo lắng trong tháng này. Khi con giáp này cảm thấy khá sung sức, đủ tỉnh táo để giải quyết các vấn đề trong cuộc sống cũng như công việc. Đôi lúc vì áp lực cuộc sống khiến bạn khó tránh sẽ cảm thấy mệt mỏi, uể oải, nhưng các triệu chứng đó không quá nghiêm trọng khi mọi chuyện được sắp xếp đâu vào đó. Bạn lại tận hưởng những phút giây bình yên, thư thái. Dù vậy, bản mệnh cũng chớ nên chủ quan mà lơ là việc chăm sóc cơ thể. Bạn cần thường xuyên quan tâm, cho dù hiện tại có cảm thấy khỏe mạnh vì không thể biết được ngày mai sẽ có chuyện gì xảy ra. Tử vi tháng 10 âm lịch năm 2024 của tuổi Quý Mão sinh năm 1963. Tiến trình sự nghiệp của tuổi Quý Mão trong tháng đang trên đà phát triển tốt. Tháng này thích hợp để bản mệnh mưu đại sự, có nhiều cơ hội thăng tiến trong công việc. Qua đó, con giáp này có thể phản ánh thực tế giá trị cá nhân của mình trong công việc, đồng thời chủ động trong công việc và học hỏi những kỹ năng, kiến thức mới cũng là cách hữu hiệu để hoàn thiện bản thân. Cục diện tam hợp thái tuế và nguyệt lệnh lâm trường sinh dự báo may mắn đang đứng về phía bạn, tăng thêm cho bản mệnh sự tự tin và động lực mạnh mẽ để hiện thực hóa các kế hoạch công việc của mình. Nếu bạn có ý tưởng quyết đoán để làm điều gì đó,
thì sẽ có rất nhiều lợi thế đồng hành. Khi chủ động nắm bắt được thời cơ, có đủ quyết tâm và sự tin tưởng vào chính bản thân mình, không khó để tuổi Quý Mão đạt nhiều thành tựu và phần thưởng hơn. Còn nếu cứ chần chừ, do dự, thiếu quyết đoán, thì cho dù cơ hội có bày ra trước mắt, bạn cũng khó mà vươn tới thành công. Tháng này không thể không kể đến các mối quan hệ xã giao cũng giúp ích bản mệnh rất nhiều. Bản thân con giáp này là người có tài, lại có tính tình cởi mở, hòa nhã, nên dễ nhận được sự yêu mến của mọi người. Vì vậy, dù có gặp phải khó khăn, bạn cũng sẽ được người khác chủ động giúp đỡ. Một số người cũng sẽ có cơ hội đi công tác, đó vừa là dịp để bạn mở mang tầm nhìn, nhân tiện lại có thể chứng minh năng lực của mình. Hơn nữa, đi công tác là cơ hội rèn luyện bản lĩnh của bạn rất tốt. Do đó, con giáp này nên trân trọng và phát huy tốt nhất, bởi sau đó còn rất nhiều điều đáng giá đang chờ đợi bạn. Tất nhiên, cuộc sống không phải lúc nào cũng trải sẵn hoa hồng, bạn vẫn có thể phải đối mặt với những thử thách, khó khăn và những tình huống áp lực cao, nhưng chỉ cần bạn tự tin, bạn vẫn có thể vượt qua nhẹ nhàng và tìm ra con đường phù hợp nhất với bản thân. Cùng với những thuận lợi trong phương diện sự nghiệp, tài vận của tuổi Quý Mão cũng có nhiều khởi sắc rực rỡ trong tháng 10 âm lịch này, với hàng loạt các tín hiệu tích cực nhờ cục diện tam hợp, nguyệt lệnh trường sinh và đặc biệt là tài tinh thực thần chiếu mệnh. Thu nhập của con giáp này đến từ nhiều nguồn, bạn không phải lo lắng quá nhiều về việc thu chi. Mọi thứ đều ra vào hợp lý, cân đối, thậm chí bạn còn có đủ điều kiện để giải quyết được một số nhu cầu tài chính khẩn cấp cho bản thân và cả người thân. Sự xuất hiện của quý nhân mang đến không ít cơ hội làm ăn, hợp tác kinh doanh tốt cho bản mệnh. Dù làm trong lĩnh vực nào bạn cũng sẽ gặp nhiều thuận lợi, có người dẫn dắt và giúp đỡ, lợi nhuận đổ về liên tục. Bạn hãy tin tưởng vào quyết định và sự lựa chọn của chính mình, đừng do dự quá, nếu không cơ hội sẽ tuột mất khỏi tầm tay. Nếu làm trong lĩnh vực đầu tư, kinh doanh, tháng này bạn nên mạnh dạn ký kết hợp đồng, thậm chí là có thể mở rộng quy mô sản xuất để đem lại nhiều lợi nhuận hơn cho bản thân. Vận khí đang rất thịnh vượng, khả năng bạn còn kiếm được nhiều hơn cả mong đợi. Đây là giai đoạn quan trọng để tuổi Quý Mão thu lợi nhuận từ những quyết định đầu tư sáng suốt trước đó của mình, cũng như đặt nền móng vững chắc cho những dự định quan trọng trong năm tới. Cũng cần nhắc nhở rằng, càng gần về cuối năm, bạn càng cần làm đâu chắc đấy, hạn chế những mạo hiểm không đáng, như vậy thì thắng lợi chắc chắn sẽ thuộc về phía bạn. Tháng này dù tuổi Quý Mão có các cơ hội để kiếm được nhiều tiền hơn, nhưng nó cũng đòi hỏi một sự nỗ lực nhất định để đạt được kết quả tốt hơn. Nếu bạn là người có thói quen lập kế hoạch tài chính, bạn có thể nhận được nhiều lợi ích hơn. Do đó, bản mệnh nên nâng cao kiến thức về đầu tư và quản lý tài chính khi có tiền và thời gian, điều này sẽ rất có giá trị về lâu dài. Tháng này, bán hợp thái tuế hứa hẹn đào hoa của tuổi Quý Mão tăng lên rõ rệt, chuyện tình cảm và các mối quan hệ của bản mệnh có nhiều khởi sắc, tiến triển tích cực, trạng thái tinh thần của bạn cũng thêm phần phấn chấn và vui vẻ, đào hoa dưỡng có lẽ sẽ có lợi nhất cho người độc thân. Điềm báo tử vi cho thấy, rất có thể tháng này bạn sẽ gặp được nửa kia tâm đầu ý hợp với mình. Nhưng trước khi đạt được điều đó, con giáp này sẽ cần phải cởi mở và chân thành để xây dựng những mối quan hệ ổn định và lành mạnh. Với người đã có gia đình, tình cảm của hai bạn trở nên sâu sắc và gắn kết hơn, tận hưởng nhiều hạnh phúc hơn. Cả hai luôn đồng hành với nhau, biết đặt bản thân vào vị trí của đối phương nên hạn chế được rất nhiều tranh cãi và xung đột. Về mặt sức khỏe, thể trạng của tuổi Quý Mão trong tháng 10 âm lịch này khá lý tưởng, sức khỏe thể chất được đảm bảo. Trạng thái tinh thần cũng tương đối tốt, nhờ đó, bạn có đủ năng lượng để theo đuổi và làm những việc mình muốn. Tuy nhiên cần lưu ý rằng, không nên chủ quan trước sự xuất hiện của hung tinh Bạch Hổ, hung tinh này có thể gây ra những sự cố hoặc tai nạn bất ngờ. Công việc bận rộn cũng khiến bạn dễ mệt mỏi do căng thẳng triền miên, dù thường ngày có khỏe đến mấy thì dần già cũng sẽ lao lực, sức khỏe giảm sút. Do đó, điều quan trọng là dù có mải mê với công việc đến đâu, tuổi Quý Mão cũng nên tìm cách giải tỏa tâm trạng, giảm bớt căng thẳng. Nên tham gia nhiều hoạt động thể thao và thể dục ngoài trời hơn để giúp cơ thể khỏe mạnh, cải thiện thể chất, tăng cường quản lý chế độ ăn uống và đảm bảo giấc ngủ. Tử vi tháng 11 âm lịch năm 2024 của tuổi Quý Mão sinh năm 1963. Con đường sự nghiệp của tuổi Quý Mão có dấu hiệu chững lại trong tháng 11 âm lịch này. Bản mệnh cần phải dè chừng sức ảnh hưởng của cục diện tương hình, dễ khiến bạn trở nên kiêu ngạo, thiếu suy nghĩ,
tự đẩy mình vào rắc rối. Có thể bạn là người có tầm nhìn xa trông rộng, tuy nhiên, bạn không nên lấy đó làm ngạo mạn và coi thường quan điểm của mọi người xung quanh. Tháng này, thói quen ăn nói không biết kiêng nể sẽ dễ khiến cho con giáp này gây thù chuốc oán với người khác, làm cho các mối quan hệ xã giao từ trước đến nay của bạn bị ảnh hưởng. Đặc biệt là với người làm lãnh đạo, bạn cần chú ý trong cách trao đổi công việc với nhân viên, nếu không dễ khơi lên sự bất mãn, mất đoàn kết trong tập thể. Nếu mọi người không có cùng mục tiêu, ai cũng giữ mất mặt trong lòng thì công việc khó có thể tiến triển như ý muốn được. Nguyệt lệnh Lâm tự khuyên bản mệnh cần cởi mở hơn khi trao đổi với mọi người. Không nên tự tách mình ra khỏi tập thể. Người tài giỏi đến mấy cũng không thể làm tất cả mọi việc một mình. Nhiều khi bạn cần đến sức mạnh của sự đoàn kết mới có thể hoàn thành mục tiêu của mình. Sự xuất hiện của các tinh thiên đức cũng giúp cho vận trình của tuổi Quý Mão đỡ phần ảm đạm. Nếu bạn biết hạn chế các mặt tính cách chưa tốt của mình thì vẫn có cơ hội cho bạn khẳng định điểm mạnh của bản thân, ghi điểm trong mắt người khác, thậm chí chạm tay vào cơ hội thăng chức tăng lương. Con đường tài lộc của tuổi Quý Mão tháng này cũng khó đạt được sự phát triển như mong muốn. Đây là lúc bạn cần nghiêm túc nhìn nhận lại những gì mình đã làm. Nếu thấy mình mắc lỗi sai thì cần nghiêm túc sửa đổi, chớ nên đổ lỗi cho hoàn cảnh hoặc cho người khác. Người làm ăn kinh doanh cần thay đổi những suy nghĩ cứng nhắc đã có phần lạc hậu của mình. Xu hướng thị trường luôn thay đổi liên tục, nếu bạn không bắt kịp thì rất dễ trở thành người tụt hậu, để các đối thủ vượt qua mình. Bên cạnh đó, khuyên bản mệnh cũng cần chú ý lắng nghe lời góp ý của mọi người xung quanh, đừng nên tự coi mình là nhất. Quá trình đầu tư luôn tiềm ẩn những nguy cơ mà có khi bạn không thể nhận ra hết được, nếu cứ bướng bỉnh làm theo ý mình. Con giáp này sẽ rất dễ phạm sai lầm, gây hao tài tốn của, không chỉ ảnh hưởng đến bản thân mà còn ảnh hưởng đến cả những người đi theo mình. Đây cũng chưa phải thời điểm thích hợp để tuổi Quý Mão mở rộng quy mô đầu tư kinh doanh, bởi bạn chưa tích lũy đủ kinh nghiệm cũng như hiểu biết về đối tác của mình. Tốt nhất, hãy cứ bình tĩnh nhìn nhận đánh giá vấn đề cho chuẩn xác và chờ đợi cơ hội triển vọng hơn trong tương lai. Tháng này điểm sáng ở phương diện tình cảm là điều an ủi lớn lao đối với tuổi Quý Mão, khiến cho vận trình của bản mệnh bớt phần ảm đạm. Bạn được sống trong sự yêu thương của người thân, nhờ thế mà con giáp này có thêm động lực để đối diện với khó khăn trong cuộc sống. Với người đã lập gia đình, nửa kia chính là chỗ dựa tinh thần vững chắc cho bạn. Bạn luôn tâm sự với người ấy những khúc mắc mình đang gặp phải và người ấy sẵn sàng dành cho bạn những lời khuyên hữu ích. Hơn nữa, đối phương còn luôn bao dung cho những tính cách chưa tốt của con giáp này. Vì thế, hãy trân trọng những gì mình đang có và đáp lại bằng một tình cảm tương tự. Chắc chắn hai người có thể xây dựng được mái ấm khiến nhiều người ngưỡng mộ. Với người còn độc thân, bạn có thể được giới thiệu cho đối tượng khá triển vọng, cũng nhờ sự tự tin mà bản mệnh dễ dàng gây ấn tượng cho mọi người. Dù xuất hiện ở bất cứ đâu, chỉ cần giữ tinh thần tích cực, cởi mở, không khó để bạn tạo lập được mối quan hệ mới với một ai đó. Tháng này tuổi Quý Mão cần chú ý suy nghĩ tích cực và trò chuyện với mọi người nhiều hơn để giảm áp lực tinh thần cho mình. Nếu gặp phải vấn đề gì khó giải quyết đừng nên cứng đầu, cứng cổ, khư khư giữ quan điểm của mình. Đôi khi hạ cái tôi của mình xuống và làm theo gợi ý của mọi người, bạn sẽ thấy mọi việc đơn giản cũng như tinh thần nhẹ nhõm hơn nhiều. Bên cạnh đó, con giáp này cũng cần chú ý duy trì nếp sống lành mạnh, chăm chỉ tập thể dục thể thao. Quá trình vận động không những giúp bạn khỏe mạnh về thể chất mà còn thoải mái về tinh thần. Thậm chí, bạn còn quen được với bạn bè hoặc người có cùng chí hướng khi tham gia các hoạt động. Tử vi tháng 12 âm lịch năm 2024 của tuổi Quý Mão sinh năm 1963. Có thể thấy rằng, vận trình sự nghiệp của tuổi Quý Mão trong tháng cuối cùng của năm 2024 này khá hanh thông. Dù phải vất vả chạy ngược chạy xuôi thì bạn vẫn giữ vững được phong độ của mình, tạo sự tin tưởng và yên tâm cho lãnh đạo, dù giữ vị trí hay chức vụ nào đi nữa. Bản mệnh cũng hãy tập trung vào nhiệm vụ như thế, thì khả năng của bạn có thể phát huy được ở mức tối đa, con giáp này vẫn có thể gây ngạc nhiên và ấn tượng cho người khác. Ngay cả khi thực hiện những công việc quen thuộc nhất, nhiều thành tích gặt hái được có thể khiến bạn cảm thấy tự hào về bản thân. Song đừng vì thế mà quên đi lối hành xử khiêm tốn cùng với sự lắng nghe. Nếu ngủ quên trên chiến thắng, bản mệnh sẽ tạo điều kiện cho người khác vượt qua mình, đồng thời trở thành ếch ngồi đáy giếng. Hơn nữa, thiên cẩu còn mang tới họa tiểu nhân rình rập. Nếu bạn vô tình chỉ trích, coi thường người khác, con giáp này rất có thể chuốc lấy sự thù ghét từ người khác.
Kẻ xấu có thể nhân lúc bạn lơ là để chuyện bé xé ra to, gây ảnh hưởng đến danh tiếng hoặc cướp mất công lao bạn đã bỏ ra suốt bấy lâu nay. Ngoài ra, tuổi Quý Mão hãy luôn giữ bình tĩnh khi trao đổi, tranh luận với người khác, hãy thử thay đổi góc độ nhìn nhận vấn đề. Bạn có thể nhận ra được cái hay trong ý kiến của người khác, bởi không phải lúc nào quan điểm của bạn cũng là tối ưu. Nhìn chung, đường tài lộc của tuổi Quý Mão ở vào trạng thái khá ổn định trong tháng cuối cùng của năm 2024 này. Bạn không có cơ hội phát tài, phát lộc lớn, nhưng các nguồn thu vẫn chảy vào túi đều đều, đảm bảo cho con giáp này có thể thoải mái sắm sửa cho năm mới. Người làm công ăn lương hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, khẳng định được vị thế của bản thân thì ắt nhận được khoản thưởng nóng, hoa hồng xứng đáng. Nếu tự tin vào những đóng góp của mình cho tập thể thì bản mệnh có thể chủ động đề xuất tăng lương, khả năng được lãnh đạo đồng ý là rất cao. Người làm kinh tế giữ được chữ tín của mình, nên lượng khách hàng ghé thăm vẫn ổn định. Tuy nhiên, bạn có thể thử kinh doanh thêm một vài mặt hàng mới xem sao. Bạn có cơ hội thu hút thêm một lượng khách hàng mới nữa đem về nguồn thu nhập khá triển vọng cho bản thân. Tuy nhiên, sao Thiên Cẩu khuyên tuổi Quý Mão vẫn nên cẩn thận khi trao đổi hợp tác với các khách hàng, đối tác. Trước khi ký kết hợp đồng, bạn hãy xem xét kỹ các điều khoản để tránh vướng phải những thị phi, mâu thuẫn về lợi ích trong tương lai. Các tinh tả phù khuyên con giáp này hãy luôn giữ sự tích cực, hăng hái trong công việc. Tài năng của bạn sẽ giúp bạn dần tìm ra hướng khắc phục mọi khó khăn. Hơn nữa, bản mệnh có thể gây ấn tượng với quý nhân, đối phương có thể đưa ra cho bạn nhiều gợi ý đắc lực. Tiếc rằng, con đường nhân duyên của tuổi Quý Mão tháng này lại không được hanh thông như sự nghiệp và tài lộc. Có lẽ bạn nên xem lại cách hành xử của mình, chứ đừng mãi đổ tội cho hoàn cảnh hoặc người này người khác. Người độc thân vẫn chưa quên được quá khứ, người cũ ra đi để lại vết thương lòng quá lớn, khiến cho con giáp này vẫn không có đủ dũng cảm để đi tìm hạnh phúc mới cho mình. Với người đã lập gia đình, vợ chồng bạn thường xuyên mâu thuẫn, cãi cọ do bạn quá khó tính, thường xuyên xét nét những việc người ấy làm. Có thể những sai sót mà đối phương phạm phải không hề là cố ý, vì vậy nếu bỏ qua được thì bản mệnh nên bỏ qua, đừng nên nhắc đi nhắc lại mãi khiến người ấy khó chịu. Bên cạnh đó, bạn cũng phải nhìn nhận lại những mặt chưa tốt của bản thân để có xu hướng sửa đổi. Để cuộc sống gia đình êm đềm, vợ chồng đều cần phải bao dung và dung hòa với nhau, đừng mãi đòi hỏi từ một phía. May mắn là tình hình sức khỏe của tuổi Quý Mão không có biến động gì lớn trong tháng cuối cùng của năm 2024 này. Dù khá bận rộn nhưng bạn vẫn duy trì được nếp sinh hoạt khoa học. Vì thế mà tuy có mệt mỏi, song bạn không đổ bệnh. Nếu có thời gian rảnh, hãy rèn luyện thể dục thể thao nhiều hơn, đồng thời ăn ngủ đều đặn, chớ làm việc quá khuya kẻo gây ảnh hưởng sức khỏe. Cuối năm không thiếu được các buổi tiệc tùng, liên hoan, tổng kết, nhưng bạn nên hạn chế uống nhiều rượu bia, ăn quá nhiều đồ cay nóng hoặc dầu mỡ. Đặc biệt không điều khiển phương tiện giao thông khi bản thân không tỉnh táo để tránh sự cố ngoài ý muốn xảy ra. Dân, quý vị thân mến, trên đây là tử vi của tuổi Quý Mão sinh năm 1963 trong 6 tháng cuối năm 2024. Nếu thấy video hữu ích, quý khán giả đừng quên like, chia sẻ và ấn nút đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất từ chương trình. Chúc quý khán giả có những ngày tháng luôn vui vẻ, hạnh phúc, bình an và gặp nhiều may mắn. Hẹn gặp lại quý khán giả ở những chương trình tiếp theo.